Đó, con diều của mình nè các bạn. Cái phần đuôi nó rất là dài nha, các bạn nhìn thấy dưới phần đuôi kìa. Đó, phần đuôi, phần vây rất là dài nha. Bạn nha, thì hôm nay mình sẽ làm một con diều giấy nha các bạn. Thì mình sẽ làm một con diều giấy bằng mấy cây nhang nha các bạn. Đây mình lấy hai cây nhang nè. Để làm giấy thì mình cần có giấy, thì mình sẽ lấy giấy tập nha các bạn. Rồi với lại mình có keo nha. Rồi với lại băng keo à, với là một cái kéo. Rồi đầu tiên thì cái nhang nè, mình sẽ tước hết mấy cái phần nhang ra nha các bạn. Thì mình làm con diều giấy này mình sẽ thả bằng dây chỉ cước nha các bạn. Mấy bạn nhỏ mà mình không có biết chuốt khung á các bạn, thì mình sẽ lấy cây nhang này nè, mình làm khỏi cần chuốt gì hết. Mình tước hết mấy cái phần nhang này đi đó, để mình lấy được một cây cong với lại một cái cây thẳng. Rồi đó, mình được hai cây như vậy nha. Rồi giờ để mình dẹp này qua một bên. Rồi bây giờ mình sẽ lấy một cặp giấy đôi nha các bạn. Thì ngày xưa thì giấy tập mà học rồi á các bạn thì mình lấy, còn bây giờ thì mình không còn đi học nữa nên mình lấy luôn cái giấy tập trắng nha các bạn. Rồi ngày xưa cũng hay làm bằng giấy báo nữa nha các bạn, ngày xưa báo nhiều quá hay làm giấy báo, giấy bao xi măng rồi nữa. Cái giấy đôi nè, mình sau khi mình đã giật ra rồi thì mình xếp lại, mình gấp lại đó, mình gấp mép lại. Rồi còn cái phần này mình sẽ cắt. Rồi sẽ được một cái tờ giấy hình vuông như vậy các bạn. Thì bây giờ mình sẽ đặt cái cây nhang đầu tiên vô để mình làm khung giữa. Rồi còn cây này thứ hai mình sẽ uốn làm cái khung cong nha các bạn. Bây giờ mình sẽ cố định cái cây giữa này trước nha các bạn. Bây giờ mình sẽ lấy cái băng keo trong nhỏ này, mình sẽ cố định lại. Ngày xưa nếu mà không có băng keo này các bạn thì mình hay dùng là cũng là giấy tập luôn các bạn. Mình cũng là dùng giấy tập, mình cắt một miếng như vậy nè, rồi mình lấy hồ hoặc là lấy cơm đó, mình dán lại. Nhưng mà bây giờ có băng keo này nó sẵn quá nè các bạn, thì mình sử dụng vậy cho nó nhanh nha. Rồi bây giờ mình sẽ uốn cái khung khung cong này luôn. Thì mình sẽ canh làm sao cho nó đều để cho diều mình nó cân. Thì mình dùng cái chân mình giữ nè, còn bên kia mình canh rồi mình dán ha. Đó, các bạn uốn làm sao cho diều mình nó đều hai cái mép này nha. Diều mình nó đều hai cái mép này á thì nó bay, nó mới đều, nó không bị đảo, nó mới cân được con diều mình. Sau khi mình canh đều rồi thì mình sẽ lấy băng keo mình dán, mình sẽ dán lại cái góc này trước nha các bạn. Đó, mình dán lại cái góc mép này luôn. Tiếp theo cái mép này á, mình sẽ gấp lại nha các bạn. Thì mình lấy keo rồi các bạn. Rồi bây giờ để chắc chắn thì mới keo, mình dán cố định lại một số chỗ này nữa là xong. Rồi đó thì con diều giấy của mình đã tương đối là ok rồi nha các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ cắt bỏ cái phần cây dư này đi. Rồi tiếp theo là mình sẽ dán đây thêm một miếng nữa. Rồi và trên cái mũi diều. Thì con diều mình đã sau khi mà dán xong hết rồi các bạn. Đó, thì nó có hình dạng về cái đầu diều của mình nha. Tiếp theo là mình sẽ làm cái mang với cái đuôi nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ lấy tờ giấy nãy mình cắt ra nè các bạn ha. Thì bây giờ mình sẽ cắt chéo cái phần này để mình làm cái phần mang, làm cái phần mang của con diều nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ tỉa cái mang lại cho nó gọn gọn, nhìn nó đẹp nha các bạn.
Rồi đó, đây là mình cái phần mang thì các bạn cứ canh đều đều vậy thôi. Dìu mình mà canh không cân thì có thể là bên này nó mà nặng hơn thì nó sẽ nghiêng về cái bên nặng ha. Đó thì mình làm, mình canh làm sao cho dìu mình nó đều đều đó. Rồi bây giờ mình sẽ dán cái mang này vô nha các bạn. Rồi đó, nhiều mình đã dán cái mang xong rồi các bạn ha. Rồi bây giờ mình sẽ làm tiếp cái phần đuôi và thêm những cái phần mang dài xuống nữa nha các bạn. Bây giờ mình sẽ tiếp tục là lấy giấy tập ra đây để mình sẽ lấy khoảng 2 à. Rồi mình sẽ lấy khoảng 3 cặp giấy nữa nha để mình làm phần đuôi với phần mang nha các bạn. À, mình cắt khoảng 2 ô ly là mình sẽ làm phần đuôi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ cắt nha các bạn. Còn cái phần này mình dư mình sẽ làm phần mang nha các bạn. Rồi phần này dư thì mình sẽ làm phần mang nha. Phần đuôi thì mình sẽ làm khoảng 2 ô ly nha các bạn. Rồi sau khi mình đã cắt xong những cái phần đuôi, bây giờ mình sẽ lấy hồ mình dán lại thôi nha các bạn. Thì dán cái phần đuôi các bạn nên dán kỹ nha, chứ các bạn mà dán không kỹ mà lên gặp gió thì có thể làm đứt đuôi diều của mình. Cái phần đuôi chúng ta nên dán kỹ nha các bạn. Rồi sau một hồi mình dán được một cái đống đuôi khá là dài nha các bạn. Cái này mình cắt khoảng 6 cặp giấy nha các bạn. Đó thì bây giờ mình sẽ dán đuôi vô nhiều này nha. Mình cứ dán thành một cái đuôi dài hay là dài các bạn. Rồi mình sẽ lấy hai đầu mình dán lại, rồi một hồi nữa mình cắt ra làm đôi. À, là mình khỏi phải sợ là đuôi nào dài đuôi nào ngắn hết nha. Tiếp theo là cái dây mang nè, thì mình sẽ cắt nhỏ hơn nè. Thì mình cũng làm được một dây khá là dài nha các bạn. À, bây giờ mình sẽ dán qua hai bên đây rồi một hồi mình cắt làm đôi luôn là họ là nó sẽ đều. Rồi đó, con diều của mình nè các bạn. Cái phần đuôi á, nó rất là dài nha, các bạn nhìn thấy dưới cái phần đuôi kìa. Đó, phần đuôi, phần vây rất là dài nha. Một hồi nữa mình sẽ đem ra đồng diều thả các bạn sẽ thấy nha. Bây giờ mình sẽ dùng một cuộn chỉ dây cước nè các bạn. Thì mình sẽ cột lèo nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ dùng một cây kim này nha các bạn. À, thì giờ mình xiên lỗ nè, mình sẽ xiên xéo vậy nè nha. Đó. Sau khi mình xiên được một lỗ này qua các bạn, giờ mình sẽ xiên tiếp một lỗ tiếp theo dưới này nha các bạn. Đó, mình sẽ xiên tiếp một lỗ này. Đây mình xiên lại chỗ này một lỗ nữa. Rồi rồi bây giờ mình tiếp tục mình xiên tiếp một lỗ nữa nha các bạn. Rồi đó thì cái lèo mình sẽ đưa cái cọng dây lèo của mình qua cỡ vậy thôi. Đó đó thì khi mà mình diều mình bay lên á, đó thì dây lèo nó bung ra cỡ vậy. À, nó bung ra cỡ vậy nè. Đó là ok ha. Rồi giờ mình sẽ cột lèo lại cho chắc cố định nha. Cột dây lèo cũng rất là quan trọng nha các bạn. Canh làm sao cho cái lèo mình nó đều. Rồi giờ mình như vậy đã cột lèo xong nha các bạn. À, bây giờ mình sẽ đem ra ngoài mình cột dây mình thả ra nha. Rồi chào tất cả các bạn nha. Thì bây giờ mình đã có mặt ở đồng diều. Đó thì bây giờ con diều cái đây là cuộn dây, bây giờ mình sẽ cột dây vô mình thả thử coi nó bay không nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ ngắt cái vây diều các bạn. Đó mình ngắt cái làm đôi nha. Rồi giờ mình ngắt cái đuôi làm đôi luôn các bạn. Rồi
Rồi các bạn ơi, con diều của mình nãy đang bay cao lắm mà nó bị vướng dây mấy con diều diều kia, nó muốn giờ mình phải là tháo ra rồi mình thả lại coi như thế nào các bạn.